Em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em chào anh Bên Cạnh ạ. Rồi, chào em. Em tên là gì? Dạ, em tên là Cá Thị Thơ ạ. Năm nay em 28 tuổi, hiện em đang làm điều dưỡng tại Biên Hòa Đồng Nai ạ. Quê mình ở đâu? Dạ, em quê ở Nghệ An ạ. Nghệ An. Nghe giọng dạ. Nghệ An. Dạ, đúng rồi ạ. Mời chàng trai giới thiệu. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi tới anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường cùng quý vị khán giả là và bạn gái Bên Cạnh. Em tên là Phan Bá Tiến, em đến từ Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An. Hiện đang hướng chị. Hiện đang làm cơ khí chế tạo máy ở phường Thạc Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Năm nay em 32 tuổi. Rồi, vậy thì hai người ở Nghệ An rồi, khỏe rồi. Dạ. Bạn gái bắt đầu câu chuyện đi, chúng ta có những khuyết điểm, ưu điểm nào? Ưu điểm của em đó là em nấu ăn ngon ạ, chăm chỉ và sống có nguyên tắc ạ. Còn khuyết điểm của em thì em ít nói và mắc bệnh sạch sẽ quá chị. Mấy cái người sạch sẽ này thường xuyên là tắm lâu lắm à, có không? Dạ có. Trời ơi, tắm bao lâu? Dạ cũng khoảng một tiếng nè. Ôi, thấy chưa? Thì nhiều khi tắm mà em nghỉ cái này nghỉ cái kia thành ra nhiều khi vô đó ngủ chứ tắm gì. Bạn Nam tắm bao lâu? Dạ em cũng tắm cơ 30 phút đó chị. Trời đất ơi. Rồi thôi được rồi. Vậy điểm mạnh điểm yếu của em gì em nói luôn đi em. Dạ, điểm mạnh của em đó là nấu ăn giỏi và thích làm việc nhà, chơi thể thao giỏi tất cả các môn ạ. Em cũng là một vận động viên chạy của huyện nha. Và em rất là hay hát, dù hát không hay nhưng mà tất cả mọi đám cưới thì, hay là có cái tiệc tùng gì thì em hát, có những người giật micro nhưng em vẫn hát. Rồi bây giờ em giới thiệu em tự hát bài. Em hát bài quê em. Rồi, đúng rồi, rồi. Làm, về sự nghề cùng anh. Rồi. Quý vị cho một tràng vào tay ạ. Em có về xứ Nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đượm tình quê. Em có về xứ Nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai xa luôn nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biển non xanh đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ Nghệ nọ hám kẻ giàu sang. Dù một nắng hai sương nhưng âm bao tình nghĩa, gừng cây mũi mặn tiếng nói nọ giống ai. Rồi, Dương hay rồi, nhiều đó là hay rồi. Nói chung là Nghệ An đầy nắng gió cũng có rất nhiều cái khó khăn ha. Bây giờ thì hôm nay chúng ta cũng vượt qua bao nhiêu khó khăn để đến với nhau. Bây giờ mình trải lòng mình ngày hôm nay nha. Dạ. Thôi, bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có mối tình nào ạ. Hả? Lý do tại sao? Chắc là do người hình em không được xinh. Rồi môi trường làm việc của em thì hầu như là nữ ạ. Vì em ít nói nữa, nên là họ rất là khó gần. Nói chung là chưa có nụ hôn đầu đời. Dạ chưa cầm tay luôn chị. Trời ơi. Thấy chưa? Còn em có mấy mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình hồi lớp 6. Rồi, trời ơi. Trời ơi. Và một mối tình thì em cũng đi làm được một năm. Kéo dài là 3 năm 8 tháng 17 ngày. Trời ơi. Và cô ấy khi em quen thì cô ấy rất là khỏe mạnh, nhưng mà sau khi cô ấy đã bị một căn bệnh ung thư và đã qua đời vào năm 2014. Thôi chị buồn với em, nha. Dạ, đừng nhắc lại nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu lại những cái trang tình sự mới nha. Dạ. Bạn gái muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn nam ngoài hình thì dễ nhìn ạ. Cao hơn em chút xíu là được ạ. Em hơi cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m62 ạ. Trời ơi, bạn trai cao bao nhiêu? Dạ em chỉ cao 1m68 thôi à. Dạ. Được không em? Được rồi. Dạ được chị. Về tính cách thì em muốn anh nó chín chắn chút xíu ạ. Có chị câu tiến. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Tính toán quá chí lý á chị. Và kéo kiệt ạ. Em có kéo kiệt không? Không, em là một người rất là lãng mạn, rất thoải mái, sống điềm đạm. Như vậy là tốt rồi.
Em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều em quan tâm nhất đó là cùng quê. Nhưng mà điều em quan trọng nhất đó là biết kính trên nhường dưới và chăm chỉ làm việc, có hiểu. Vậy là hôm nay em cũng hợp lý rồi đó. Nhưng mà bây giờ chị hỏi nè, cái đó là mình cùng quê, nhưng mà giờ em định là mình lập nghiệp ở đây hay là mình lập nghiệp ở đâu? Dạ, ở Bình Phước thì em có một miếng đất nhỏ. Lập nghiệp ở Bình Phước thì em phải bán ở quê. Có nghĩa là ở Bình Phước em cũng có miếng đất rồi, miếng mà đất ngoài nhỏ. Quê thì cũng có nhà luôn rồi. Có nhà và có một miếng đất riêng. Nhưng mà bản thân em là em muốn ở Bình Phước hay là muốn về quê? Thì là tốt nhất là em ở nơi nào đó mà gần nội và gần ngoại để em bảo hiểu và được chăm sóc qua bố mẹ cả hai bên. Rồi, để chị hỏi cái này một cái. Em có thích làm dâu không? Dạ em làm dâu được chị. Em muốn lập nghiệp ở trong Nam hay là em muốn về ngoài miền Trung? Dạ em nghĩ là lập nghiệp ở đâu không quan trọng. Quan trọng ở đâu mà công việc của hai đứa đều ổn định, phát triển thì đều được ạ. Tốt, một cái chặng đầu đã qua. Nhưng bây giờ là em đang ở Bình Phước nhưng mà cổ ở Đồng Nai. Vâng. Rồi hẹn hò em có thấy có trở ngại gì không? Dạ không ạ. Em sẽ đi Đồng Nai và ít nhất thêm một tuần em sẽ lên bàn gái vào ba buổi. Rồi nếu được thì bao giờ em tính là tiến tới hôn nhân? Tết này là thời điểm thích hợp. Tết này là thích hợp. Vâng. Tết này có nhanh quá không em? Được không? Dạ em thì thời gian cũng không quan trọng đâu chị. Quan trọng là cả hai đứa hiểu nhau hay chưa thôi ạ. Ok thôi vậy chị đã được thấy được rồi đó, hợp rồi đó. Dạ. Rồi, họp tất cả mọi thứ rồi. Dạ. Vấn đề chỗ là cố gắng tìm hiểu nhau càng sớm càng tốt. Để mình đi về Nghệ An mỗi năm nó có đôi đó mà. Dạ. Tết anh thường về quê với ai? Dạ em thường về một mình thôi anh. Bạn trai thường về quê với ai? Với chú hoặc là một mình, cũng là một năm em về 3 lần. Thôi lần sau đừng đi với chú nữa. Dạ. Đây có mối rồi ha. Ví dụ như giờ em lên Bình Phước ở được không? Nếu mà ở đó công việc của em tốt thì có thể được. Em làm điều dưỡng đúng không? Dạ đúng ạ. Điều dưỡng có thể xin Bình Phước được. Bệnh viện Bình Phước to lắm. Dạ ha. Dạ. Rồi như vậy là ổn rồi. Anh thấy hai cặp đôi này hợp lý đó nha. Xứng đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân xong mình cho gặp mặt luôn. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân ạ. Rồi cho chị gặp bạn của em nha. Em là bạn thân của Thơ, học chung từ hồi cấp 3. Em thấy là hai người nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau và tiến tới hôn nhân mà sớm hơn thì có thể thì là tốt nhất. Rồi, cảm ơn em. Em trai đi với ai? Em đi với hai người em họ. Em họ. Vâng. Rồi, cho gặp đại diện bên đàn trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Con bổ sung thêm một chút là anh của con đó là rất chăm chỉ, đi làm về không rượu chè hay là hút thuốc, không tụ tập gì hết, chỉ về nhà phụ giúp gia đình thôi. Em mong là anh chị sẽ cho nhau cơ hội để tiến tới. Nhưng mà con thấy chị gái bên kia được không? Dạ rất xinh ạ. Hợp với anh trai con không? Dạ hợp. Hợp ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Dạ em chào. Thôi, anh ạ. Thôi chào em. Dạ. Anh có bó hoa buổi lần đầu gặp mặt để tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Và anh có món quà này sô-cô-la. Dạ. Và đây là có một cái món quà mà anh muốn tặng về giữ chân một người con gái. Chu đáo quá ha. Hoa rồi kẹo rồi còng chân nữa. Em cảm ơn ạ. Rồi. Em cũng có một món quà tặng anh ạ. Rồi cảm ơn em. Dạ. Là cái gì vậy em? Anh có thể thử bằng chiếc thịt lưng của em được không ạ? Mở ra đi em. Anh có thể tháo thịt lưng của mình ra. Không và... cần tháo đâu, đeo đi. Đeo đi. Tháo nó tuột vô chừng mệt lắm. Đeo luôn đi, đeo luôn đi. Đeo luôn đi. Cởi ra cởi vô nó tuột mất công nữa. Rồi ngồi ghế đi hai bạn. Rồi chúng ta sẽ có ít phút để trò chuyện với nhau. Anh thấy em như thế nào ạ? Em rất là xinh. Dạ em cảm ơn ạ. Anh rất thích cái phong cách của em. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Cả hai đứa thì phải quan tâm, chia sẻ và tôn trọng cái quyền riêng tư của nhau ạ. Rồi dạ. Anh cũng vậy. Em có thích một người đàn ông lãng mạn không? Em rất là thích. À, anh cũng rất là lãng mạn. Hẹn hò thì anh sẽ là người chủ động. Một tuần anh sẽ xuống em khoảng 3 lần. Được. Anh sẽ xuống qua 5 giờ rưỡi. Dạ. Và anh có một câu nói như thế này. Là nếu em muốn chọn một người đàn ông dựa vào và những có một bờ vai vững chắc, những khi mệt mỏi và có những cuộc sống hạnh phúc thì người đó là anh. Còn nếu em chọn một cái người đàn ông có sự giàu sang và anh không biết là sau này anh có làm được không, nhưng mà trước mắt thì cuộc sống của anh cũng chỉ là một người bình thường thôi. Anh cũng nói với em vậy để em có sự lựa chọn riêng mình.
Nếu anh cho em lựa chọn vậy thì em sẽ chọn anh ạ. Một con người mà cho em vừa vãi vững chắc. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra. Nếu như có một sự việc nào nó bùng nổ trong cái việc cãi vã mâu thuẫn giữa hai vợ chồng thì ai sẽ là người xuống nước trước, ai sẽ là người xin lỗi? Trong những cái lần cãi vã thì anh sẽ là người xuống nước và anh sẽ im lặng. Khi nào mà anh sẽ cảm thấy thích hợp thì anh sẽ nói chuyện với em và tạo cho em cái niềm vui và cái sự tự tin để em quên đi cái nỗi giận. Có thể là anh sẽ đem em đi ăn những cái món ăn ngon nhất mà đó là sở thích của em. Và có thể là đem đưa em đi quán cà phê và dành riêng cho một phòng nào đó để em tận hưởng những cái không khí âm nhạc cùng anh. Em hãy hỏi em có về Bình Phước với anh không? Dạ được. Okay. Tốt rồi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Nút bấm nè em. Đó, cùng quê, cùng nhiều quan điểm và cảm giác rằng cũng hợp với nhau. Rất là nhiều người đang chứng kiến chúng ta trong cái giây phút này. Một cái bấm nút là trao đi cái duyên của mình. Bạn gái chưa hề có một mối tình nào. Suy nghĩ thật kỹ, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Nào, chúc mừng chàng trai Thanh Trương nhá. Nào, nắm tay nhau nào. Diễn Châu và Thanh Trương. Ủa sao mang đôi giày kỳ vậy? Chú là người chuẩn bị cho em. Em đã chuẩn bị rất là giày. Giày này là bộ đồ của ngoài kia. Còn cái giày tây nhưng mà cuối cùng là lại nhầm. Lại không mang đôi giày đó và mang đôi giày này. Rối quá đi nhầm đúng không? Thôi chúc mừng các bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Chí Thắng thuộc về các bạn. Em cái cảm nhận cái nắm tay đầu đời như thế nào? Rung chị. Rung. Và bây giờ thì hãy có một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm cái giây phút rất đẹp này của hai bạn. Xin phép bạn. Xin phép em nhé. Hùng là nghe cái chốc liền á. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi dành cho hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Một chiếc máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Phần quà đặc biệt là một chiếc smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Đây hoa, kẹo cầm giùm bạn gái với. Đây kẹo để lên đây nha. Cố gắng nha, tìm hiểu nhau thật kỹ và sớm báo tin vui cho chúng tôi. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn chương trình.